có bốn thứ trên đời, đến chết cũng không được phép tham lam, càng tranh cướp càng nghèo khó. Kính thưa quý vị, lòng người là nơi có thể cất giấu dục vọng vô hạn. Thế nhưng, có những loại tham lam phải bóp chết ngay từ trong trứng nước. Ngay từ khi mới được sinh ra, có được sự yêu thương của cha mẹ, chúng ta học được cách đòi hỏi những thứ mình mong muốn như đồ chơi, bánh kẹo. Loại dục vọng này luôn nảy mầm và phát triển theo năm tháng. Sau 10 năm, 20 năm, thậm chí là nửa đời người, chúng ta đều không ngừng nỗ lực, vừa cố gắng thỏa mãn nhu cầu của bản thân, vừa đấu tranh với dục vọng và sự tham lam trong lòng. Về cơ bản, hầu hết mọi người sinh ra đều có trong lòng 5 loại dục vọng nhất định. Đó chính là mắt tham sắc đẹp, mũi tham hương thơm, tai tham lời hay, lưỡi tham vị ngon và cơ thể tham hưởng thụ sự thoải mái. Vốn dĩ, phương tiện sinh hoạt cơ bản của chúng ta như ăn, mặc, ở, đi lại đều không cần yêu cầu quá nhiều, cũng đạt được một mức thỏa mãn nhất định. Nhưng vì dục vọng không đáy, chúng ta vẫn tiếp tục tìm mọi cách để mà thay đổi hiện trạng, hướng tới những gì tốt đẹp hơn. Ví dụ như, người có được xe máy thì muốn mua thêm ô tô, người có được nhà riêng thì lại muốn sở hữu cả biệt thự, có ăn có mặc nhưng vẫn muốn ăn sung mặc sướng tốt hơn. Chính vì lòng tham là không đáy, một người không thể đấu tranh được với bản thân thì khó lòng đấu tranh được với cả cuộc đời. Do đó, muốn là một người đàn ông bản lĩnh và thành công, chúng ta phải tránh xa bốn điều tuyệt đối không được tham lam, không để dục vọng biến thành ma quỷ ăn mòn lý trí của chính mình. 1. Không tham lam những loại tiền tài bất chính. Tham lam sẽ là đèn đường chỉ dẫn cho dục vọng. Chỉ có nhân tính mới là ngọn hải đăng dẫn dắt lý trí và tinh thần. Những loại tiền tài bất chính có được theo con đường xấu xa thì cũng chỉ mang tới những vận hạn xấu xa cho người đó. Đối với loại tài chính này, chúng ta phải hết sức đề cao cảnh giác, chứ không được ham mê lợi ích nhất thời mà đánh mất tương lai. Tục ngữ có câu, của thiên trả địa, chúng ta hưởng thụ cuộc sống sung túc, xa xỉ bằng số lượng tiền tài không thuộc về mình thì sớm muộn cũng phải trả lại gấp nhiều lần. 2. Không tham lam dục vọng ngoài gia thú. Sắc và dục là nhu cầu và dục vọng tồn tại trong bản năng của mỗi con người. Chúng ta cần phải thỏa mãn những nhu cầu ấy trong điều kiện tuân thủ nguyên tắc và lẽ sống của xã hội. Nhưng nếu tham lam những thứ không thuộc về mình, chúng ta sẽ tự đẩy bản thân vào bước đường hủy diệt. Nếu là người đã có gia đình và hôn phối, đã có bạn đời được pháp luật công nhận và bảo vệ, cho dù tình cảm hai bên dần dần trở nên lạnh nhạt, không còn mãnh liệt như xưa, chúng ta cũng tuyệt đối không được phép làm ra những hành động ngoại tình, sinh con ngoài gia thú. Một loại tình cảm không được xây dựng trên giá trị đạo đức thì nhất định sẽ đem tới những tai họa khó mà có thể bỏ qua. 3. Không tham lam những lời đường mật ngọt ngào. Nhà văn Khương Nhung, nổi tiếng của Trung Quốc, tác giả cuốn sách được chuyển thể thành phim, đã từng nói: chúng ta tàn nhẫn, nhưng chúng ta không thể quá nghiêm khắc. Chúng ta tham lam, nhưng chúng ta không được quên sự bao dung. Lời hay ý đẹp, ai nghe mà không thích, nhưng vô hình chung, đó cũng có thể trở thành một loại thuốc độc, ăn mòn năng lực và lý trí của chính mình. Giống như mật ngọt chết ruồi, chúng ta cần phải hết sức tỉnh táo để không bao giờ phụ thuộc hay chìm đắm trong những lời tâng bốc, nịnh hót của kẻ xung quanh. Chỉ có giữ vững lý trí của mình, chúng ta mới có thể không ngừng tự suy xét về bản thân, nhận rõ được ưu khuyết để từ đó không ngừng điều chỉnh. Vừa nghiêm khắc, vừa khoan dung với chính mình mới là con đường đúng đắn để phát triển xa hơn. 4. Không tham lam cuộc sống không thuộc về mình. Benjamin Franklin có câu, tạm dịch rằng, người bất mãn khó tìm được ghế dễ ngồi. Câu này có thể hiểu như sau: với những kẻ không bao giờ biết đủ, luôn thấy bất mãn, thì chiếc ghế nào cũng không thể thỏa mãn họ. Xã hội nào cũng tồn tại sự chênh lệch nhất định giữa giàu và nghèo. Ở nơi nào cũng xuất hiện những con người ganh tị với cuộc sống giàu có. Họ thường nhìn vào thói quen
chi tiêu xa xỉ của những người xung quanh rồi so sánh, nảy sinh bất mãn với hiện tại của chính mình. Một khi sinh ra suy nghĩ tham lam với những thứ không thuộc về mình, đây chính là thời điểm xuất hiện tín hiệu nguy hiểm đối với bản thân. Nếu chúng ta có đủ năng lực, hoàn toàn có thể tự xây dựng tài sản và nâng cao chất lượng cuộc sống cho chính mình. Nhưng nếu không có khả năng thực hiện được điều ấy, sự tham lam chỉ khiến tâm lý chúng ta ngày một trở nên xấu xí, có thể gây ra những hành động sai trái và hậu quả khôn lường. Đàn ông không tiền không quyền, nhớ lấy hai câu này để đổi đời. Đừng đợi tới 40 tuổi mới ngộ ra. Kính thưa quý vị, tiền của thế giới nằm trong túi của người Mỹ, và tiền của người Mỹ lại ở trong túi của người Do Thái. Chúng ta đều biết dân tộc Do Thái được cả thế giới công nhận là dân tộc thông minh nhất trên thế giới. Trí tuệ của họ ẩn chứa một điều gì đó rất tuyệt vời, như ánh sao mai hồng rực vào buổi sáng tĩnh lặng. Nó chứa đựng thứ quý giá nhất, đó là sự say mê tìm kiếm những bí mật trong tâm hồn con người. Mặc dù người Do Thái nhiều lần đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng họ vẫn có thể vươn lên nhanh chóng nhờ những hoạt động kinh doanh, và trong khi phát triển thương mại địa phương, họ đồng thời cũng làm giàu cho chính mình. Vậy đâu là những điều về người Do Thái đáng để chúng ta học hỏi và tham khảo nhất? Thứ nhất, chăm chỉ hiếu học là chìa khóa vàng dẫn tới cánh cửa thành công. Người Do Thái được công nhận là những thương nhân số 1 trên thế giới và là quốc gia giàu có nhất. Nói về sự giàu có của người Do Thái, có một câu nói như này: tiền của thế giới nằm trong túi của người Mỹ, và tiền của người Mỹ lại ở trong túi của người Do Thái. Tỷ lệ tài sản của họ trên toàn thế giới cao hơn nhiều so với tỷ lệ dân số của họ. Điều gì tạo nên thực tế này? Người Do Thái luôn cho rằng kiến thức và trí tuệ là hai thứ tạo ra khả năng kiếm tiền của họ. Tuy nhiên, trí tuệ không phải là thứ bẩm sinh, và trí tuệ tự lực của người Do Thái tuân theo một loạt các nguyên tắc độc nhất của họ. Những thành tựu phi thường của dân tộc Do Thái đến từ trí tuệ phi thường của họ. Đó là phương thức sinh tồn được vun đắp trong quá trình bị chèn ép hàng nghìn năm gian khổ để có được chỗ đứng vững chắc. Một trong những điều người Do Thái làm hàng ngày, dù họ ở đâu trên thế giới, là không ngừng học hỏi. Dù ở tầng lớp nào trong xã hội, người Do Thái luôn coi việc học là ưu tiên số 1. Một số người trong số họ có thể tạm thời